anh một đời. Anh nhớ Đồng Tháp mùa mưa, mưa trắng trời nước ngập đồng xa. Mẹ chiều dù hai bông súng trắng lo già cho anh khi lũ tràn. Còn đâu anh bấy ngồi nước mắt chưa chẳng lòng bồi hồi nhớ quê già diệt nhớ lời mẹ ru giờ đã xa rồi nhớ mẹ ơi con nhớ tiếng mẹ gọi tên con. Một tràng pháo tay cho Mai Anh. Con có nghe trong giọng hát của con thì có run không hề nhẹ. Bạn phối của con á, phải chi mà nâng lên một tông nữa cho nó sáng giọng con thì sẽ những cái nốt thấp con sẽ không bị mờ. Và khi mà mình run á, mình xử lý nốt thấp rất là khó. Đã vậy bản phối còn thấp nữa.
thì lại là một cái điều không có tốt cho con. Tuy nhiên rằng trong lòng cô đã chấm con được 8 điểm rồi, bởi vì là cái ngân này, cái luyến của con rất là tốt, vẫn còn một số hạn chế về cái âm vật thôi. Thử cái này thử nha, bây giờ cô My lên đó, cô My kiểu cho bé nó hát lại coi chị thấy coi nó có khác gì không nè. Bài một bài nào quen quen hơn? Dạ bài Giọng Cổ Buồn. Rồi, ok. Thấy. Cô kiểu trước cho con nha. Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nức nở dần trăng khuya cũng đang buồn tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông loan ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại dần trăng khuya cũng đang buồn tiếng khóc. Nức nở dần trăng non hai đứa vẫn hẹn hò. Cô mến ơi, cô hãy bấm nút xanh liền. Chúc mừng con, ngày hôm nay thật sự là chú thấy là con hơi hồi hộp, có hơi run một tí. Đó, có cô My ở đây rồi chắc chắn là con sẽ yên tâm hơn với những cái tiết mục về sau của con. Khi mà con hát bài này á, với tà áo dài màu này, rồi con có biết không, đằng sau sân khấu của con á, cái đèn led á chiếu lên cái ôi sao mà nó đẹp dữ lắm con ơi. Thầy Đại thích một cái chỗ là con hát là phải chỉ có thằng bay về. Ban đầu á con ra này. Thì con bỏ nhỏ cô vẫn chưa có bị thuyết phục lắm. Tuy nhiên rằng đến cái câu mà phải chỉ có thằng bảy, đúng rồi, lên được chữ có đó, cái đó mới quý đó, nó đã không phải ai cũng hát được cái chữ có đó, đúng không? Nghe thương dễ sợ thương ha. Đúng rồi, rất là nói chung là con có cái tình cảm ở trong đó, và ngày hôm nay con đã thuyết phục được một lớp học của mình rồi, và chúc cho con sẽ được rèn luyện nhiều hơn và con sẽ tự tin hơn ở tiết mục tiếp theo nha. Chúc mừng cho con về với đội của cô Huỳnh Mến và cô Tommy. Cô ơi, ơi, cho con tô bún riêu nha cô. Rồi rồi, con ngồi đây giúp cô nha. Đợi con đợi cô xíu nha. Rồi, cô gửi nè. Qua đây. Của cô có một hương vị rất là đặc biệt, làm con nhớ tới một người đã từng nấu cho con ăn, mà bây giờ người đó lại không còn trên đời này nữa. Ai vậy con? Đó chính là mẹ con.
thèm quá mẹ ơi, tô cũng riêu mua đồng rau muống xanh xanh rừng, năm nào mẹ nấu này. Con chưa chịu ngủ nữa, vào trong ngủ sớm đi để sáng mai con còn phải đi học nữa chứ. Dạ. Ủa mà sao mẹ lại khóc vậy mẹ? Mẹ đâu có khóc, mẹ không có khóc. Mẹ lại nhớ cha nữa rồi đúng không? Cô, năm đó trong một cái đêm mưa bão thật là lớn, lớn lắm, mẹ mang thai con, bất ngờ đã chuyển dạ. Bằng chiếc xuồng này, cha con đã vượt bão để đưa mẹ lên trạm xá. Cho đến khi xuồng gần cập bến thì giông gió lại nổi lên, chiếc xuồng nó chông chênh, mẹ rơi xuống dòng nước lũ đang chảy xiết. Cha con đã không quản ngại hiểm nguy, lao xuống để cứu mẹ trong lúc mẹ không còn một chút hơi. Cha con đã cô đẩy mẹ vào bờ thì bất ngờ cơn bão lại nổi lớn lên, dòng nước lũ đã đưa cha con đi trước mặt mẹ. Cha ơi, dù đã bao năm nhưng mẹ vẫn tin rằng cha con vẫn còn sống. Cha con đang ở đâu đó, mẹ chắc chắn rồi, một ngày nào đó cha con cũng sẽ về với mẹ con mình. Tớ là từ phố vào ra luôn trong tình chàng, năm cánh mơ màng em luôn trong tình chàng, ôi gan vàng
đang quằn đau. Ý sông trôi rất dịu dàng như dải lụa vàng xuôi về phương đông, gần hào ơi nửa đêm mai hát lên câu hoài lang, dần trăng nghiêng xuống trên vạt rừng đang tìm buông thiết tha, xe u liêu phàng đưa cùng đang về chôn bốn xa. Đường dù xa ông bướm xin đó rừng phủ mình ơi. Mình đã về với em, với con. Con ơi, mẹ nghe có tiếng của cha con. Cha con đã về rồi. Mình ơi, cha con đã về rồi con ơi. Tôi mình về ơi. Với mình đây. Mình ơi, mình đâu rồi mình ơi? Mình ơi. Tôi đây. Mình qua lâu rồi, nhắc lại càng thêm đau lòng. Ráng nuôi dạy con cho tốt nha mình. Lúc nào tôi cũng ở bên cạnh mình, bên cạnh con. Em biết rồi, em sẽ sống mạnh mẽ để lo cho con. Nhưng mình ơi, lần này mình về, mình ở luôn với mẹ con em nha mình. Con của mình, mình ơi, nó lớn quá rồi mình ơi. Mình ơi, nghe lời cha, không có cha bên cạnh, con phải nghe lời mẹ, cố gắng học hành, sau này trở thành một người tốt nha con. Mình à, mình ơi, tôi...
Tôi luôn ở bên cạnh hai mẹ con. Đừng bỏ em anh ơi. Tôi không đi đâu hết. Đừng bỏ mẹ con em. Mãi mãi ở bên cạnh hai mẹ con mình. Mình ơi. Mẹ ơi. Nãy giờ chỉ có con với mẹ ở đây rồi, chứ đâu có cha ở đây đâu mẹ. Mình ơi. Sắc son với sự
sân khấu muôn màu. Dù đời thôn già hay chốn phồn hoa, dân đắm say bao thế hệ qua từng câu ca thiết tha, dân trái hết mình cho cả trái tim yêu, yêu sân khấu, yêu cả bao đời dình dơ. Bao bữa cơm trầm của sân được niềm đam mê bất tận, cả một kho tàng mà chúng tôi xin gìn giữ để đến mai sau cai lương mãi lưu truyền. Dù cho giật đồi sao dời, lòng ta son sắt dạng tình thủy chung.
phương trời gợi tình nụ tâm xuân phơi vơi trong giấc mê đời. Người ơi cho nhắn đôi lời ngày xưa, tôi với người một thời bướm đẹp bên còn đây. Oh,
dòng sông, tôi lại nghe nỗi đau đời ai. Mẹ là mẹ cứu long, suốt đời tàu từng đắm đắm, tha tâm nơi dẫn theo dòng. Giữa mùa lũ lên ngập đông, dòng là dòng cuộn mau, khiến xuồng là xuồng chìm sâu. Mẹ quăng chiếc phao cho con, để mình con mất nhà giữa đau thương lầm than, đã nở thêm biết bao nụ hoa. Mẹ là mẹ phương Nam, tấm lòng ngọt ngào bao dung, sẽ kia chén cơm gói mì, dẫu ngày mai chẳng còn gì. Đời vàng di thủy chung, ngày mai nước thôi ngâm đông, vẫn xinh đẹp hình chính cơm nghèo mắm mặn miền quê, thương những
bên bếp hồng ngày đông gió lành, nhớ hỏi mẹ hiền dấu yêu. Bên bếp hồng ngày đông gió lành, nhớ hỏi mẹ hiền dấu. Rừng xanh xanh, dòng sông xanh cho con.